Vâng, AC Roman cho Sonia là quân của bên phía Liên Quân Thái Hà. Vâng, một IA, một Roman là những quân chém tuyển, một cho Son là chém cùi và một Acidian của ông anh. Vâng, Acidian của Venlove đổi màu 4 rồi. Là quân cung tuyển của đây là Persian tới từ chim sẻ nắng màu 8. BB cầm Minoan, ơi, thơm. Chim sẻ Persian, he cho Son cân rồi. Và đây là Summer, quân bên phía Thái Hà đẹp hơn. Thái Hà đẹp hơn, nhưng mà nếu mà BB mà làm được cái điều mà anh ta sẽ làm trận yếu này, đó chính là cung A cầm bản đồ thì lại thơm. Lại là 3-0 luôn. Mát luôn, mát luôn. Bài nó hơi lưng chừng dốc, hơi lưng chừng bản đồ. Nhưng mà nền đất thì đẹp lắm, nền đất đẹp lắm. Màn hình máy của game thủ No 1 Sumerian. Liệu sẽ có một tên tạt cánh đánh đầu sang hẳn cánh bên này không? Dâng lờ đầu cánh No 1, thì kinh quá. Có quả phụ dành cho No 1, như vậy là sẽ dâng lờ chéo cánh đi. Mặc dù nhìn ở trên bản đồ nó hơi phi lý một chút. Nó gọi là ở cánh bên kia đánh thẳng thẳng sang cánh bên này. Đúng là góc bản đồ này chơi góc bản đồ kia rồi. Cũng xem màn hình máy của sẻ bị bãi quả đầu của sẻ là tương đối xấu. Vâng, lên được đời thì mới có cái chuyện là bay từ cánh này sang cánh kia, chẳng lên được đời thì chịu. Có voi dành cho chim sẻ. Hình như là một con thì phải. Mình chưa nhìn thấy con voi ở chỗ nào đâu. Chỉ biết là vừa thấy cái đen 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 chắc là voi. Đây đúng rồi, một con voi vẫy tai. He cho mình một cánh, he cầm cho Son mình một cánh là chuyện quá quen thuộc trong mấy năm qua rồi. Có hiêu có voi về dành cho game thủ của he. Voi các bạn chắc chưa nhìn thấy đúng không? Mình nhìn thấy hiêu, nhìn thấy cả voi cơ. Hey, chờ lia màn hình là thấy voi ngay mà. Chờ lia màn hình có voi, voi ở trên. Đấy có voi kìa, voi đang vẫy tai à. Mà cái này là do là quen thôi, thôi cái quen bình luận thôi. Vâng, đây là chim sẻ, hai voi rồi. Rồi rồi rồi, ba voi, một quả phụ dành cho chim sẻ. Nhưng có lẽ là quả phụ ăn sau, còn đâu sẽ tìm bầy hiêu đầu. Ba voi một hiêu đầu và sẽ 2-3 dân kích 9, sau đó dâng lờ chéo cánh. Vâng, dâng lờ từ cánh bên này sang cánh bên kia, nghe cho nó rực rỡ. Câu hai voi cái... chỗ này lách có qua được không? Đây là No 1. Cung đẹp quá, bài cung bất tử. Cung bất tử dành cho game thủ No 1. Bài này mà để lùng thì chắc là... vâng, lần sau tôi phải gọi là G No 1 lùng. Là thêm một voi thì đẹp, thêm một voi thì bên đây là hiêu 4. Thêm một voi nữa thì có cái bãi quả phụ kia nữa rồi là đẹp. Đẹp mắc bình luôn. Không sao đâu. Vâng, quay trở lại màn hình máy của No 1, một bài đánh công dành cho No 1 quá khung rồi. Và quay trở lại màn hình máy của chim sẻ. Vâng, công an đang thu xe lên một chuyện oan không. Như vậy vẫn bị ăn quả phụ. Đây là hiêu. BM. Vâng thôi nha, các bạn xem kịch câm bên mình xuống đi dắt xe này. Cho nó mắc. All right.
May quá không mất cái xe, công an dồn nhưng không mất đèn, đen cho bọn công an. Vâng, mấy ông thanh niên công an phường. Quay trở lại trận thi đấu này thì đây là Tham 29 cho Son vẫn đang giữ tham tương đối tốt ở đầu cánh của mình. Nâu 1, vâng, cùng bất tử đang là 40/40. Bị cả màu 4 ông anh công vào và cả những con chém của ông anh là quá đông. Màu 4 về lớp, còn những con chém màu 1 là của ông anh. Sẽ chém chắc là không ăn thua cho lắm, Tham còn có 10 thôi. Còn đây là He Tham, vâng, đang giữ ổn định khi đối đầu với game thủ Quýt. Còn đây là BB, cũng là Tham 33. Bài quen nhờ, cái hốc của BB quen lắm, ngày xưa dình như sẻ cầm bài Minoan này. Vâng, có sự có mặt của cả màu 4 trong tuần này. Màu 4 game thủ phiên lớp. Cả game thủ chim sẻ nắng cũng đã về đây. Nhưng màu 2 Gunny cũng đã tổng hợp ốp.
tổng hợp ốp của các game thủ. Vâng, màu một ông Anh và bên lớp thôi, nhưng bốn người bên phía của team, vâng, ba người, có cả chữ của Anh đi và cả chim sẻ về. Tạm thời thủ được dành cho game thủ BB. Tham lai là 32/72, ruộng vẫn đang ổn. Đào vàng đi em. Tham 36 rồi, nở dần. Đây là nấu 1, tham 57/56. Vâng, đúng là hốc bất tử. May mà cung ở bên kia không phải là cung tuyển. Vâng, như vậy có một Acidian của màu 4. Xin lỗi các bạn, là mình tưởng đó là phô hoặc là Summer gì đấy. Lùi đi nấu 1 đây. Ê, tham 25 và đang bị công phu quá mãnh liệt bởi game thủ cầm Roman, game thủ Quýt. Vậy E là tương đối hay nhưng sẽ mất phù trong tình huống này. Đây là tham 4 của chim sẻ. BB tham lai 44/76. Chưa đi ra được khỏi nhà. Tham đang bị đè 55/45. Tham 50 tới từ cung Amidoan, tầm xa 7+4 vừa được nâng xong. Vừa nâng xong tầm xa 7+4, bây giờ sóc dần và phát triển to ra. Nở ra thôi. Vẩy E để bắt hai con chém này không? No 1 sẽ ốp tổng lực bởi cả ba nhà. Bên phía team của Liên Quân Thái Hà, hai chém và một cung Acidian. Hai chém và một cung Acidian. Quá trâu. Trời ơi, Acidian chặn đầu. No 1 tham lai còn 43. Tơn đúng là oảng. Vâng, cung Amidoan đứng ở trong nhà này. Bị vẩy E bởi game thủ ông Anh. Các tay chém bên phía của team Liên Quân Thái Hà đang thi đấu quá hay. No 1 chim sẻ. He he. Và đây là BB. Tham lai 87/92 dành cho BB. Đang rất cố gắng để cân bản đồ với cái bài như thế này. No 1 lại bị công vào. BB đang muốn thủ cho cả N1 để có thêm một thế trận đánh dài hơi hơn. Tham lai 1 lít của BB rồi. Đỏ tham 1 lít. Acidian của bên lớp liệu có cân được bản đồ không? Đang vòng lên khi mà BB đang nở tham siêu khủng khiếp của cung Amidoan. Ăn bãi vàng mới đi BB ơi. Như vậy là nâng cấp đào vàng. Và bây giờ sẽ đẩy thẳng cung A lên nhà của game thủ cầm
Vâng, của game thủ cầm AC Milan về lớp. Thang lai 121/120 dành cho game thủ BB. Cung A đang di chuyển là rất nhiều. Chém nổ BM, không biết đã nâng đào vàng xong hay là chưa. Đập BM mới. Đang hết vàng là hình ảnh của game thủ BB. Và bây giờ thì ốp lên, Hồng Anh đang về thủ trong tơn này. Cần phải mang thêm Cung A nữa lên, nếu không sẽ bị bắt mất cái kích đấy. Đây rồi, Van Lớp đi quân lỗi, tuyệt vời rồi. Lúc này thì game thủ Quýt đang lên 4 khi cầm Roman. Nhiều khả năng là Quýt lên 4. Em ơi, cứ đẩy nhà AC đi. Đẩy nhà AC đi ăn chứ. Kệ Roman lên 4 đi. Kệ nó, cho Summer của nó 1 lên 4 ra. Còn đó là thủ được rồi. Đẩy nhà 1-4 chứ. Vâng, tên này phải đẩy ACDI, không ACDI ăn bơm mà lấy gì đó. Đẩy chết nhà ACDI là trận này thắng rồi. Đấu luôn. Ca đi Bi ơi. Thế trận thắng dành cho game TV nếu như Bi làm tốt. Vì bây giờ lên 4 xong thì thủ, cái việc thủ Roman là không phải là khó. Với Cung A lửa của Minoan, sau đó là sẽ có hot của No 1 khi cầm Sumerian đi cân, đi cân cái bản đồ này. Đánh chết nhà Asirian để Asirian không bơm đồ cho Roman quá nhiều là được. Đạp đôi đã có rồi. Tụ lại và vẩy ê. Vâng, một thế trận có cửa thắng chứ không phải là không. Mặc dù đạp đôi của Roman đã lên xong rồi. Đây là No.1 tam lai 97 nâng giáp 6 rất nhanh và chảy hot ra để thủ cho cả BB. Sumo và Minoan sẽ khỏe hơn Acidian và Roman. Chắc chắn là như vậy. Nếu đánh về đời 4. Timeline 103/124 dành cho No 1. Không thủ cho BB thì thua chặt chứ còn gì nữa. Timeline 120 dành cho game thủ BB. Rất nhiều đạp đôi, giáp 6 em ơi. Hot của No.1 San thì Bi cũng đã tụt mất khoảng 50 tham, 50 đến 70 tham trong tình huống vừa rồi rồi. Rất khó. Vâng, nếu 1 lên 4 nữa thì...
Nếu 1 lên 4 có IA thì khó rồi. Tại vì là pháo của Sumerian, pháo của Minoan thì trên lý thuyết là chơi được hot IA thôi. Nhưng xin lỗi là đây có đạp đôi của Roman cản trước rồi. Trận thi đấu thứ 3, trận chung kết đầu tiên của các thanh niên bên phía Thái Hà. Và họ thi đấu tương đối tốt. He và màu 3 solo với nhau nhưng he thua và sau đó màu 3 sóc nguyên dân lên thẳng 4. Còn ở cánh bên kia thì ba người vẫn ốp BB, ốp nâu 1 liên tục. Và thời gian đó thời gian đủ để cho một top 1 cứng như Quýt có thể lên 4. Và cực khỏe. Và khó rồi. 136 trên 152 là màn hình máy của game thủ nâu 1. Và đang đẩy dần. AC đang đấu trực tiếp tay bò với hot của game thủ nâu 1 luôn. Gunny thực sự, xin lỗi bạn, là bên lớp thực sự hổ báo. Anh ta đang muốn kéo dài thời gian để cho game thủ, vâng, để cho game thủ Hồng Anh có thể lên được hot của IA mà hot của IA. Màu 1 sẽ lên 4. BB đã thủ được nhà chưa? Timeline còn 63 đã lên 4 xong cùng A lửa. Sẽ thủ được nhà. No 1 phải đẩy thật dứt khoát. Đẩy thật nhanh trong thế trận này và chiếm vàng trên bản đồ dần đi. IA lên 4 xong. Bây giờ thì đạp đôi sang phải tụ hót lại. Bây giờ chưa phải là hot thần, vì vậy rất khó để có thể cưỡng lại được trong turn đạp đôi này. Hè Quýt rồi. Tỷ số là 2-1. Rút ngắn xuống còn 1-2 cho Liên Quân Thái Hà. Thank you.